Đêm qua, ca sĩ Uyên Linh làm tốt nhiệm vụ mở màn chương trình tân điểm âm nhạc In The Spotlight phiên bản mới 2014. Khán giả Hà Nội được thưởng thức hầu như tất cả những ca khúc làm nên tên tuổi của Uyên Linh như Cảm Ơn Tình Yêu, Chờ Người Nơi Ấy, Thích Nghi Turai, Mượn, Người Hát Tình Ca, v.v. Suốt hơn 2 giờ đồng hồ, Uyên Linh cùng với các ca sĩ khách mời Phạm Anh Khoa, Vũ Thắng Lợi mang lại cho khán giả 20 ca khúc với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Uyên Linh càng trở nên thăng hoa hơn sau khi nhận được sự động viên từ quý khán giả Hà Nội, đặc biệt là món quà bất ngờ của nhạc sĩ Quốc Trung. Phiên bản mới In The Spotlight làm nổi bật cá tính âm nhạc của người nghệ sĩ, chương trình cô động, ngắn gọn nhưng đủ cho khán giả cảm nhận được chặng đường đi đến thành công của người nghệ sĩ. Ekip sản xuất Mỹ Thanh không chỉ đầu tư về phần âm thanh, dàn nhạc mà còn chú trọng tới ánh sáng nên đêm diễn trở nên hiệu quả hơn, sang trọng, ấn tượng hơn.